danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app danh. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với môn khoa học tự nhiên 8 phần môn sinh học. Chúng ta hãy cùng tiếp tục tìm hiểu chương số 7 sinh học cơ thể người. Trong bài học hôm trước, chúng ta đã được tìm hiểu khái quát về cơ thể người. Và trong những bài học tiếp theo đây, chúng ta sẽ được tìm hiểu chi tiết về cấu tạo của vai trò chức năng của các hệ, của từng hệ cơ quan trong cơ thể người. Và ngay sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu bài 31, hệ vận động ở người. Trước khi vào nội dung bài học, cô có câu hỏi đặt ra cho chúng ta như sau. Nhờ đâu cơ thể người có thể di chuyển, vận động? À đúng rồi, chính xác, chính là nhờ hệ vận động, đúng không nào? Vậy cụ thể hệ vận động nó đã hoạt động như thế nào để cơ thể người có thể di chuyển và vận động một cách nhịp nhàng, dẻo dai như vậy? Chúng ta hãy cùng tìm câu trả lời trong bài học ngày hôm nay nhé. Bài học của chúng ta hôm nay gồm có các nội dung chính như sau. Nội dung thứ nhất, cấu tạo và chức năng của hệ vận động. Nội dung thứ hai, một số bệnh, tật liên quan đến hệ vận động. Nội dung thứ ba, ý nghĩa của tập thể dục, thể thao. Nội dung thứ tư, thực hành sơ cứu và băng bó khi người khác bị gãy xương. Nào, đầu tiên chúng ta hãy cùng vào với nội dung đầu tiên, cấu tạo và chức năng của hệ vận động. Đầu tiên cô xin nhắc lại về cấu tạo của hệ vận động. Trong bài học hôm trước chúng ta đã được tìm hiểu hệ vận động gồm những cơ quan nào? Đấy chính là cơ, xương và nối giữa các đầu xương là khớp, đúng chưa nào? Cơ, xương và khớp. Rồi, vậy thì đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cấu tạo của hệ xương. Các bạn biết gì về xương nhỉ? Chúng ta có quan sát được xương không? Chúng ta thấy rằng cơ thể gồm rất là nhiều lớp, bao bên ngoài là lớp da, lớp mỡ, lớp cơ rồi mới đến lớp xương. Điều đấy có nghĩa là nếu như muốn quan sát được xương, chúng ta phải xuyên qua ba cái lớp bên trên chúng ta mới nhìn thấy được xương. Và làm sao để chúng ta có thể xuyên qua ba lớp để nhìn được xương? Các nhà khoa học, các bác sĩ đã sử dụng một kỹ thuật rất phổ biến hiện nay, đấy là kỹ thuật chụp X-quang, giúp các bác sĩ có thể quan sát được những thương tổn ở xương, từ đấy sẽ có những cái chỉ định điều trị cho phù hợp. Rồi, chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về cấu tạo của xương nhé. Ở đây chúng ta hãy cùng phóng to ra một cái đoạn xương, thì đây chính là đoạn xương nằm ở vị trí xương cẳng tay của chúng ta, đúng không nào? Một xương ở xương cẳng tay. Và chúng ta hãy cùng quan sát xem cấu tạo của xương như thế nào. Các bạn nhìn ở đây thì thấy cấu tạo của xương nó sẽ gồm có các tế bào xương và nó được cấu tạo từ hai thành phần chính. Thành phần thứ nhất là chất hữu cơ, thành phần thứ hai là chất khoáng. Chất khoáng chủ yếu là calcium và chất khoáng sẽ giúp cho xương bền chắc. Và một chất rất quan trọng cho cái việc hấp thu calcium vào xương đấy chính là vitamin D. Vì thế cho nên chúng ta cần phải phơi nắng thường xuyên, đúng không nào? Tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và có chế độ ăn uống đầy đủ để có thể cung cấp đầy đủ chất khoáng cho xương. Chất hữu cơ cấu tạo nên xương thì còn được gọi là cốt dao, và chất hữu cơ này giúp cho xương mềm dẻo. Và tỷ lệ của chất hữu cơ trong xương thì lại phụ thuộc vào độ tuổi. Nếu như các bạn có thể thấy rằng là ở trẻ em thì xương chúng rất là mềm, đúng không nào? Và ở khi mà chúng bị gãy xương chẳng hạn thì cũng rất là nhanh liền lại. Trái ngược vậy thì với người già thì xương lại giòn hơn, đúng chưa nào? Bởi vì tỷ lệ chất hữu cơ đã giảm xuống. Đồng thời nếu như bị những thương tổn ở xương thì người già cũng lâu lành hơn, đúng không nào? Như vậy, nhờ có cái tính vừa bền chắc vừa mềm dẻo này mà cơ thể có thể vận động một cách linh hoạt và chắc chắn được. Đấy là cấu tạo thứ nhất của xương, phù hợp với chức năng của nó. Rồi, vậy thì ở đây cô nêu ra đặc điểm đầu tiên, đấy là xương được cấu tạo từ chất hữu cơ và chất khoáng. Và nhờ cái đặc điểm này mà giúp cho cơ thể có thể cử động một cách linh hoạt và mềm dẻo, đồng thời lại cũng chắc chắn, đúng không nào? Đặc điểm thứ hai cấu tạo của bộ xương, đấy là bộ xương người có khoảng 206 xương và được chia làm các thành phần trong cơ thể. Ba phần chính là xương đầu, xương thân và xương chi. Ở đây trên hình ảnh này cô lại có tên của các loại xương trong cơ thể.
các bạn hãy giúp cô chia những cái xương này vào 3 phần của bộ xương rồi. Rồi, chúng ta dễ dàng chia được đúng không nào? Ví dụ như là những xương nào sẽ thuộc xương đầu? Đấy là xương sọ não, xương sọ mặt, đúng không nào? Sẽ là xương đầu. Xương thân thì sẽ phải gồm có xương gì nhỉ? Chính là cái phần thân của cơ thể đây. Thì nó sẽ gồm có xương ức, xương sườn và xương sống. Còn phần tay, phần chi thì chúng ta có tay và chân, thì sẽ có xương tay và xương chân, đúng chưa nào? Đây chính là cấu tạo tiếp theo, đặc điểm tiếp theo của bộ xương của chúng ta. Và chúng ta thấy rằng là cái nơi tiếp giáp giữa các đầu xương được gọi tên đấy chính là khớp xương. Và đây, ngoài cái ở khớp xương này nó có cái cấu tạo đấy là gồm có lớp sụn, ngoài ra còn có các cái dịch nhầy làm cho để giúp cho bôi trơn cái khớp xương này. Đó, giúp chúng ta có thể cử động linh hoạt được. Và cái lớp sụn cũng như cái lớp dịch này thì nó sẽ bị mòn dần theo thời gian. Chính vì thế cho nên ở người già thường hay xuất hiện tình trạng bị đau xương khớp, chính là do cái lớp sụn đã bị mòn dần đi rồi. Cho nên cái đầu xương này nó bị ma sát với nhau, làm cho người già cảm thấy đau nhức xương khớp. Rồi, và để cho chúng ta có thể xác định xem trên cơ thể chúng ta có những cái khớp xương nào thì có một cách kiểm tra rất là dễ này. Chúng ta hãy thử xoay các bộ phận trên cơ thể người nào. Xoay các bộ phận trên cơ thể các bạn. Chỗ nào các bạn có thể xoay được thì chỗ đấy sẽ có khớp xương. Rồi, ví dụ nhé. Đầu tiên chúng ta thử xoay xem chúng ta có xoay được cổ không? Chúng ta xoay được đúng không? Vậy thì chứng tỏ ở cổ là có khớp cổ. Rồi chúng ta xoay được cái bả vai không? Vậy chúng ta có khớp bả vai đúng không nào? Rồi vậy tương tự như thế các bạn hãy tự xoay các cái bộ phận trên cơ thể và kể cho cô nghe xem chúng ta có những cái khớp xương nào nhỉ? Rồi tiếp theo chúng ta hãy cùng sang phần tiếp theo là cấu tạo của hệ cơ. Vậy thì hệ cơ nó có cấu tạo phù hợp với chức năng ra sao? Bây giờ cô sẽ phóng to một cái đoạn cơ và đây chính là đoạn cơ nằm ở vị trí bắp chân đúng không nào? Và khi phóng to một đoạn cơ này lên chúng ta sẽ thấy được các cái sợi cơ, tơ cơ. Đây chính là những tế bào cơ cấu tạo nên cơ của chúng ta. Và nối với lại cái phần chúng ta có thể thấy là cơ đã được nối với xương nhờ cái phần đây là dây chằng hoặc là vân đúng không nào? Rồi, hệ cơ ở người thì sẽ có khoảng 600 cơ và nó được chia làm các phần. Thì tùy thuộc xem cơ đấy nằm ở cái vị trí nào, bộ phận nào trong cơ thể thì người ta sẽ gọi tên cái phần cơ đấy. Ví dụ các cơ nằm ở phần đầu được gọi là cơ đầu. Cơ nằm ở phần thân thì được gọi là cơ thân. Ví dụ như là có cơ ngực này, cơ bụng này, có thể là cơ thắt lưng đúng không nào? Thì sẽ đều thuộc cơ thân. Rồi là có cơ tay và cơ chân, đấy là các phần của cơ. Và chúng ta cũng có thể kể chi tiết ra là chúng ta ví dụ cơ đầu sẽ có cơ ở mặt đúng không nào? Hay là chúng ta có cơ tay thì sẽ có cơ cẳng tay, cơ bắp tay đúng chưa? Đấy, chúng ta dựa theo cái vị trí của cơ chúng ta gọi tên được các cơ. Và cơ bám vào xương nhờ các mô liên kết như là dây chằng và gân. Nó sẽ bám chặt lấy và như thế thì khi mà cơ hoạt động cũng sẽ kéo theo xương hoạt động đúng không nào? Như vậy chức năng của hệ vận động có chức năng đầu tiên để chính là bộ xương tạo khung cơ thể, giúp cơ thể có hình dạng nhất định. Cái đặc điểm này, chức năng này cô đã giải thích trong bài trước rồi đúng không nào? Chúng ta sẽ có cái người, những người mà có vóc dáng rất là nhỏ bé, nhưng cũng có những người có vóc dáng rất là cao to, thì đấy là do bộ xương các bạn quy định. Những người nào có khung xương nhỏ bé thì chúng ta cũng có vóc dáng nhỏ bé thôi. Những người nào khung xương to thì chúng ta sẽ có vóc dáng cao to hơn. Và ngoài ra các bạn cũng quan sát cái hình này. Đây là cái khung xương của loài vượn và đây là khung xương của người. Vậy thì chúng ta hãy thấy cái sự khác biệt này giữa dáng đứng của vượn và người. Vượn thì có dáng đứng cong hình chữ C, còn người sẽ là dáng đứng thẳng đứng. Vì sao? Đấy là do cấu tạo của, ví dụ đây các bạn thấy cái xương khớp hông của chúng ta khác nhau, khác với lại của vượn này. Rồi là cái cột sống của vượn thì nó cong này,
hình chữ C, còn cuộc sống của người lại cong hình chữ S. Vì thế cho nên người đứng thẳng được và cân bằng được, trong khi đấy vượn thì lại phải khom người xuống mới có thể di chuyển và cân bằng cơ thể được. Chức năng tiếp theo đấy chính là bảo vệ cơ thể. Bảo vệ ra sao? Chúng ta thấy rằng là nằm bên trong xương thì lại là các nội quan, đúng không nào? Ví dụ trong lồng ngực ở đây được bao trọn, gói trọn trong lồng ngực là có các cơ quan là tim, phổi, là gan. Nằm trọn ở bên trong sọ não, hộp sọ đấy là não bộ, đúng không nào? Và cái xương thì nó là rất là cứng, nó sẽ bảo vệ những cái nội quan này khỏi các cái tác động nguy hiểm bên ngoài, được chưa nào? Rồi, chức năng tiếp theo đấy chính là giúp cho cơ thể di chuyển và vận động. Đây các bạn có thể thấy cái vận động viên cử tạ này đang liên tục di chuyển tay của người ta, đúng chưa nào? Nâng tay, nâng tạ lên, hạ tạ xuống. Đấy, duỗi tay ra, gập tay lại, đúng chưa nào? Vậy các bạn hãy cùng quan sát cái hai cái hình bên này, chúng ta thấy rằng là cái cơ hai đầu này, đúng không nào? Khi co tay lại thì nó sẽ bị gấp lại, đúng không nào? Còn cơ ba đầu nó duỗi ra. Còn tiếp theo khi chúng ta duỗi tay ra thì hai cái cơ lại ngược lại, đúng không nào? Cơ hai đầu duỗi ra, còn cơ ba đầu co lại. Như vậy là nhờ cái sự co và giãn của cái cơ này thì mà cơ nó lại được gắn với lại xương nhờ dây chằng, đúng không nào? Hoặc là gân. Chính vì thế cho nên khi cơ co hoặc giãn thì cũng sẽ làm cơ xương co hoặc giãn theo, và từ đấy sẽ làm cho xương cử động, tức là giúp cho cơ thể chúng ta cử động được, được chưa nào? Đó, vậy thì cái tính chất này, tính chất co, tính chất của xương cơ và xương để thực hiện cái chức năng vận động thì thứ nhất chính là tính chất cơ có thể co và giãn được, mà cơ thì lại gắn chặt với xương, nhờ vậy cho nên khi cơ co và giãn thì xương cũng vận động được. Tính chất tiếp theo đấy chính là một số khớp xương thì lại tạo kết nối kiểu đòn bẩy giữa các xương và dẫn đến xương có khả năng chịu tải cao khi vận động. Cái điều này chúng ta đã được tìm hiểu trong cái bài 19 liên quan đến cái lực đòn bẩy, đúng không nào? Đây ở đây chúng ta minh ví dụ minh họa này. Đây là cái hoạt động là cái tay chúng ta đang nâng một vật nặng. Vậy thì ở đây cái ngay cái khử tay của chúng ta chính là cái điểm O nha. Và cái lực đòn bẩy thì sẽ phải có hai lực, đúng không nào? Lực F1, lực F2. Thì đây lực F1 chính là cái gì nhỉ? Cái sự co của cơ. Và đây F2, lực F2 chính là cái lực kéo của cái vật này. Và khi đã có hai cái lực này tác động lên thì chúng ta sẽ có cái kiểu đòn bẩy, đúng không nào? Rồi, khi bạn co tay lại, nâng tay lên như này để xách đồ, đúng không nào? Thì cái cơ bắp tay này nó sẽ co lên, đúng chưa nào? Tạo ra được một cái lực đòn bẩy giúp chúng ta dễ dàng nâng vật hơn. Trong khi đấy nếu như chúng ta duỗi thẳng tay ra để xách đồ thì chúng ta có cái lực F1 này không? À, chúng ta không có. Vì thế cho nên chúng ta không tạo được lực đòn bẩy. Vì vậy cho nên chúng ta xách đồ sẽ thấy nặng nề hơn, được chưa nào? Vậy cho nên khi mà chúng ta co tay lại như này thì xương nó sẽ có khả năng chịu tải cao khi vận động. Và khi chúng ta bê vác nặng cũng thế, chúng ta đều phải co tay lại thì chúng ta mới bê vác được, đúng không nào? Rồi, và tiếp theo, cái tính chất tiếp theo thì cô đã giới thiệu với các bạn trong phần cấu tạo của xương. Đấy là xương gồm hai thành phần chính là chất khoáng và chất hữu cơ. Nhờ thế cơ thể có thể vận động linh hoạt và chắc chắn được. Như vậy trong phần vừa rồi chúng ta đã được tìm hiểu về cấu tạo của hệ vận động, đúng không nào? Và cái cấu tạo đấy thì lại có liên quan mật thiết tới chức năng của hệ vận động. Tiếp theo chúng ta hãy cùng tìm hiểu sang phần phần 2 La Mã là một số bệnh và tật liên quan đến hệ vận động. Tật tiếp theo, tật đầu tiên cô muốn nêu đến ở đây đấy chính là tật cong vẹo cột sống. Các bạn cùng quan sát hai cái hình ảnh ở đây, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt giữa cột sống người bình thường và cột sống của người bị cong vẹo, được chưa nào? Rồi, đối với cái tật cong vẹo cột sống này thì đấy chính là cái tình trạng cột sống không giữ được thẳng, không giữ được cái trạng thái bình thường. Các đốt sống bị xoay lệch về phía một bên, được chưa nào? Các bạn cùng quan sát cái hình về vẹo cột sống để chúng ta nhìn thấy rõ hơn nhé. Và cái cột sống của chúng ta sẽ bị cong quá mức về phía trước hay là phía sau. Và cong vẹo cột sống thì có thể do rất là nhiều nguyên nhân.
bạn hãy cùng quan sát ở đây. Đấy là do cái tư thế ngồi của chúng ta không đúng. Khi tư thế ngồi học, ngồi làm việc không đúng trong một thời gian dài, hoặc là cái tư thế vận động không đúng này, mang vác vật nặng thường xuyên này, thì đều sẽ dẫn đến cuộc sống cong vẹo, hoặc là một số do tai nạn cũng sẽ dẫn đến cong vẹo cuộc sống, hoặc là do cái chúng ta bị còi xương, suy dinh dưỡng, thấy chưa, thì xương của chúng ta cũng yếu thì cũng sẽ dẫn đến cong vẹo cuộc sống. Vì vậy cho nên chúng ta chú ý rằng trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta khi mà ngồi này, làm việc này, học hành, chúng ta hãy giữ cho lưng chúng ta được thẳng. Và lưu ý rằng là thẳng nhưng không thẳng quá. Đây, ví dụ như cái bạn nữ số 2 này đang ngồi ưỡn quá về phía trước thì cái cuộc sống của chúng ta lại bị cong, đúng không nào? Nó bị cong về phía trước thì cũng sẽ dẫn đến đau nhức cuộc sống và dần dần cũng sẽ dẫn đến vẹo cuộc sống. Hoặc là một số bạn hay có cái tư thế học rất là không đảm bảo, đúng không nào? Như là chúng ta cúi sát mặt xuống này, như thế này, thì không những hại cuộc sống mà còn hại mắt chúng ta nữa. Hay dí sát mắt vào màn hình đây này. Tất cả những cái hành động, cái tư thế này đều sẽ dẫn đến, nếu như cứ thế lâu dài, các bạn sẽ bị cong vẹo cuộc sống nhá. Vì thế cho nên chúng ta hãy đảm bảo cái tư thế ngồi học ngay ngắn, thẳng lưng, ngồi tựa. Đấy, không cần phải ngồi nghiêm túc quá. Chúng ta cứ có thể tạo cái tư thế ngồi thoải mái nhất có thể, được chưa? Lưng chúng ta tựa vào lưng mặt ghế này, lưng ghế này, một cách thoải mái này, chân duỗi thẳng xuống này. Đấy, được chưa nào? Để chúng ta có thể ngồi học một cách thoải mái nhất và tránh được cái tật cong vẹo cuộc sống. Bệnh tiếp theo cô muốn nêu đến đây, đấy là một bệnh rất thường gặp. Đây là bệnh loãng xương. Bây giờ chúng ta hãy cùng quan sát, đây là xương của người bình thường và xương của người bị loãng xương. Theo các bạn thì xương trong hai cái loại xương này, xương nào dễ gãy hơn? Chúng ta thấy rằng xương của người bình thường thì cái mật độ xương làm sao? À, dày đặc, đúng không nào? Còn đối với người bị loãng xương, chúng ta thấy các cái lỗ xương này, nó to không? À, nó rỗng tuếch như một cái tổ ong vậy, đúng không nào? Và với cái xương này thì nó rất giòn và dễ bị gãy, được chưa? Và tại sao lại gây ra cái bệnh loãng xương này? Thì thứ nhất, đấy là do cái chế độ ăn uống của chúng ta. Nếu như thiếu các cái thành phần của xương, đấy là calcium hay là phosphorus, thì chúng ta sẽ đều có thể bị loãng xương. Thứ hai là ở người già thì cái khả năng mà hấp thụ các cái chất ấy, calcium vào xương ấy, nó kém hơn. Vì thế cho nên người già hay bị loãng xương hơn. Đấy chính là nguyên nhân dẫn đến bệnh loãng xương. Vì thế cho nên chúng ta hãy tăng cường bổ sung đầy đủ các cái chất dinh dưỡng, chất khoáng để có thể cung cấp đầy đủ chất cho xương, được chưa nào? Chúng ta để giúp chúng ta có bộ xương khỏe mạnh. Và để cho cái xương khỏe mạnh hơn, cơ thể luôn luôn khỏe mạnh, thì chúng ta còn cần phải thực hiện một hoạt động đều đặn, nhịp nhàng hàng ngày, tên là tập thể dục thể thao nha. Các bạn hãy cùng nhìn hai cái trạng thái hoàn toàn khác biệt này. Một bên là chúng ta đang chăm chỉ tập thể dục thể thao như là chạy bộ, gập người hay đạp xe vân vân. Còn bên này đây chính là lười tập thể dục thể thao. Thì cái vấn đề gặp phải ở đây là gì? Đối với những người mà chăm thể dục thể thao thì chúng ta sẽ có một cuộc sống rất là khỏe mạnh, một hệ xương khỏe mạnh, tinh thần thì chúng ta rất là thoải mái, đúng không nào? Lạc quan, yêu đời với nụ cười luôn nở trên môi, và chúng ta sẽ có một sức khỏe rất là tuyệt vời. Còn đối với những người nào mà lười tập thể dục thể thao thì các bạn sẽ phải đối diện rất nhiều nguy cơ, rất nhiều bệnh tật như là béo phì, về các bệnh về huyết áp, tim mạch, hay những vấn đề về thần kinh như là stress, trầm cảm, vân vân, được chưa nào? Vì thế cho nên chúng ta hãy chăm chỉ tập thể dục thể thao. Các bạn không cần phải là chúng ta phải đến chỗ trung tâm thể thao nọ, thể thao kia để tập. Chúng ta có thể là buổi sáng thức dậy chúng ta chạy bộ một vòng quanh khu chúng ta ở, hoặc là chúng ta đạp xe đi học, đúng không? Cũng là tập thể dục. Hoặc là chúng ta có thể tập những cái bài tập thể dục mà thầy cô đã hướng dẫn các bạn trên trường đấy, ở trường ấy. Buổi sáng chúng ta tập nhẹ nhàng một hai lần thì đều sẽ giúp cho cơ thể rất là khỏe mạnh, giúp cho tinh thần sảng khoái và giúp cho chúng ta có một ngày học tập và làm việc hiệu quả hơn. Và phần cuối cùng, cô xin giới thiệu tới các bạn về phần thực hành sơ cứu và băng bó khi người khác bị gãy xương.
trong cái cuộc sống của chúng ta ấy, thì chúng ta có thể bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể gặp cái tình trạng đấy là có những người bị tai nạn, đúng không nào, và dẫn tới là bị gãy xương. Và nếu khi mà gặp những cái tai nạn đấy thì cái quyết định sống chết của người đấy, đấy chính là sơ cứu. Nếu như được sơ cứu kịp thời và đúng cách thì người đấy có thể dễ dàng nhanh chóng khỏi bệnh và không gặp gì nguy hiểm đến tính mạng cả. Nhưng ngược lại, nếu như không biết sơ cứu chậm chạp, sơ cứu sai cách thì có thể dẫn tới những cái thương tổn nguy hiểm đến tính mạng, có thể dẫn đến những cái thương tật vĩnh viễn cho những cái người đấy. Vì vậy cho nên ở đây cô mới hướng dẫn các bạn thực hành sơ cứu và băng bó khi người khác bị gãy xương. Chúng ta có thể sử dụng những cái nguyên vật liệu có sẵn ở nhà chúng ta để chúng ta thực hành. Thực hành quen tay thì khi mà gặp cái hiện tượng này trong thực tế, trường hợp này thực tế, chúng ta có thể nhanh chóng xử lý được nha. Rồi, mục tiêu ở đây đấy chính là chúng ta thực hiện được sơ cứu và băng bó khi người khác bị gãy xương. Và ở đây chuẩn bị, phần chuẩn bị của chúng ta gồm những cái dụng cụ như sau này: nẹp bằng tre hoặc gỗ hoặc là nhựa, dài từ 30 đến 40 cm, rộng từ 4 đến 5 cm. Nếu như không có những cái dụng cụ này, chúng ta có thể sử dụng như là ống tre, ống nứa, có thể sử dụng một cái ô dài đều được các bạn nhé. Thứ hai là dây vải rộng bản bằng y tế, dài 2 m, rộng từ 4 đến 5 cm. Nếu như không có dây vải bản rộng bản, không có băng y tế như thế này, chúng ta tìm các loại dây tương tự cũng được. Tiếp theo là bông gạc y tế hoặc miếng vải sạch kích thước 20 x 40 cm. Nếu có chính xác thứ này thì thật là tuyệt vời. Không có, chúng ta tìm một miếng vải có kích thước nhỏ là được nhá. Tiếp theo là khăn vải. Đấy là những dụng cụ chúng ta cần chuẩn bị ngay khi thấy người khác bị gãy xương. Rồi, và lưu ý rằng chúng ta có thể sử dụng các dụng cụ tương tự phù hợp với điều kiện thực tế. Trước tiên chúng ta hãy cùng đến với cách tiến hành với thứ nhất là sơ cứu gãy xương bằng tay. Chúng ta gồm có các bước như sau này. Bước số 1, các bạn hãy đưa tay bị gãy vào sát thân nạn nhân. Nếu như mà nạn nhân một tay bị gãy còn tay kia vẫn có thể bình thường được thì các bạn hãy đưa cái tay lành lặn kia của nạn nhân để gập vào, để nâng đỡ cái tay bị gãy bên trên. Đấy, được chưa? Và hai tay nhớ phải áp sát vào cơ thể. Bước số 2, chúng ta sẽ đặt hai cái nẹp vào hai phía của cẳng tay. Nẹp dài từ khuỷu tay tới cổ tay, đồng thời lót bông gạc y tế hoặc là miếng vải sạch vào phía trong nẹp. Đó, đây, miếng lót vải mềm đây, vải nẹp gỗ chúng ta đây, lót vải mềm vào bên trong nhá. Đấy, đặt xuống như thế này. Và chúng ta lưu ý rằng nếu như không có cái miếng gỗ này, chúng ta dùng giấy báo thay thế cũng được các bạn nhá. Đây, các bạn thấy ở đây một cái tình nguyện viên Hội Chữ Thập Đỏ đang sử dụng một cái tờ giấy báo làm mẫu cho chúng ta. Thì chúng ta lấy cả cái quyển báo, chứ không phải là một hai tờ đâu nhá. Lấy cả cái quyển báo đấy, chúng ta gập lại, bao bọc cái phần tay bị thương này như thế này. Đấy, thì khi mà bọc báo chúng ta không cần phải lót vải mềm nữa các bạn nhá, bởi vì báo nó đã mềm mại sẵn rồi. Bước số 3, chúng ta sẽ dùng cái dây vải rộng bản băng y tế buộc cố định nẹp. Và các bạn nhìn đây, chúng ta cần phải buộc cố định nẹp phía trước và phía sau của chỗ gãy, đúng nào. Cái buộc này chúng ta buộc, nhớ là buộc chắc chắn nhưng không quá chặt. Sau khi buộc xong hãy quan sát đầu ngón tay của bệnh nhân. Nếu như cái đầu ngón tay mà đang thâm tím lại, chúng ta hãy nới dây buộc cố định ra một chút. Nếu như không, vẫn hồng hào, đầu ngón tay vẫn hồng hào thì như thế chúng ta đã ok rồi. Nhớ là lại buộc chắc chắn nhá, không được lỏng lẻo. Rồi, và cuối cùng chúng ta hãy cô dùng một cái khăn vải làm dây đeo vào cổ để đỡ cái cẳng tay treo trước ngực. Và nhớ rằng lúc này cẳng tay cần phải vuông góc với cánh tay. Lúc nào cũng thể vuông góc nha. Một dây đeo vào cổ để đeo cái tay này lên. Đấy chính là các cái bước để sơ cứu gãy xương cẳng tay. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến cái phần thứ hai, đấy là sơ cứu gãy xương chân. Thì chúng ta sẽ thực hiện theo các bước như sau. Bước 1, chúng ta đặt nạn nhân nằm trên mặt phẳng và chân phải duỗi thẳng, bàn chân vuông góc với cẳng chân. Bước số 2, chúng ta sẽ dùng hai nẹp đặt ở phía trong và phía ngoài của chân bị gãy. Các bạn quan sát, đây là nẹp phía trong, đây là nẹp phía ngoài của cái chân bị gãy này.
Rồi, đồng thời chúng ta cũng vẫn giống như bên kia, chúng ta cũng lót bông giữa cái nẹp và chân nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng dây vải rộng bản hoặc băng y tế để buộc cố định hai nẹp với nhau ở các vị trí trên và dưới vùng gãy để cố định chỗ chân bị gãy. Đây, và ví dụ vùng gãy đây, chúng ta có thể buộc ở bên trên, bên dưới của vùng bị gãy. Được chưa nào? Và chúng ta buộc luôn cái chân còn lại để làm cái điểm tựa cho cái chân này. Như vậy vừa rồi thì cô đã hướng dẫn các bạn về cái cách mà chúng ta sẽ sơ cứu về khi gặp người bị gãy xương tay cũng như gãy xương chân, đúng không nào? Và ở đây cô lưu ý cho các bạn những điều như sau. Phần ghi nhớ này. Thứ nhất, đấy là chúng ta cần một cái nẹp để nẹp vào. Nếu như không có nẹp gỗ, chúng ta dùng ô thay thế, không có ô dùng báo thay thế vẫn được. Hoặc là dùng ngay cái chân bên cạnh để thay thế này, đấy, để làm nẹp đều được nha. Thứ hai, đấy là chúng ta cần phải lót vải mềm vào giữa nẹp và chân. Nếu như không có, nếu như mà chúng ta dùng giấy báo thì không cần phải lót nữa nha, báo đã đủ mềm mại rồi. Cái thứ ba, đấy chính là chúng ta cần phải buộc chắc chắn ở phía trước và phía sau của cái vết gãy, buộc chắc chắn, không lỏng lẻo, không quá chặt. Để kiểm tra, chúng ta kiểm tra xem là cái đầu ngón chân, ngón tay xem có bị thâm tím không. Nếu như bị thâm tím, tức là các bạn buộc quá chặt rồi, cần phải nới ra một chút thôi. Và điều cuối cùng là khi sơ cứu, quan trọng nhất đấy chính là nhanh, kịp thời gian. Cho nên chúng ta cứ sử dụng, tìm thấy dụng cụ nào chúng ta sử dụng ngay dụng cụ đấy, chứ không cần bắt buộc là phải có bông y tế, phải có băng y tế. Được chưa nào? Rồi, và chúng ta hãy cùng tự tiến hành thực hành ở nhà nhé, để có thể xử lý được cái tình huống này bất kỳ khi nào mà chúng ta gặp trong cuộc sống. Đây là những cái lưu ý của cô này. Khi buộc cố định nẹp cần lót bông hoặc vải mềm giữa nẹp và bộ phận gãy. Khi buộc cần buộc vùng trên vùng gãy và dưới vùng gãy. Và sử dụng các vật dụng sẵn có để sơ cứu như giấy báo hoặc là vải ngay trong tầm tay các bạn. Hay là áo các bạn cũng thế, cũng dùng được. Vậy thì cuối cùng, như vậy cô đã trình bày cho các bạn xong 4 cái nội dung chủ yếu trong bài học ngày hôm nay. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần củng cố. Câu hỏi đầu tiên cô đưa ra là cơ có hai tính chất cơ bản, đó là gì? Đấy chính là co và giãn. Và nhờ cái phần sự co và giãn của cơ này, và cơ lại còn nối được với xương, cho nên khi cơ co và giãn làm xương cũng co theo, giãn theo, duỗi theo, làm cho cơ thể vận động được. Câu số 2, để tăng cường khả năng sinh công của cơ và giúp cơ làm việc dẻo dai, điều này sau đây là không đúng. Các bạn lưu ý rằng là không đúng nhá. Chúng ta cần không được mang vác vật nặng, hãy mang vác vừa sức thôi. Mang vác vật nặng thì sẽ làm ảnh hưởng đến cơ cũng như xương khớp của chúng ta. Vậy thì câu số 3, để chống vẹo cuộc sống cần phải làm gì? Chúng ta phải ngồi ngay ngắn, không nghiêng vẹo, được chưa nào? Kể cả trong ngồi học, trong sinh hoạt hàng ngày cũng thế các bạn nhé. Như vậy, cô vừa mới giới thiệu với các bạn các nội dung thuộc cái bài về hệ vận động của người. Sau đây cô xin tổng kết lại những nội dung các bạn cần ghi nhớ. Hệ vận động ở người có cấu tạo gồm bộ xương và hệ cơ, có chức năng bảo vệ, duy trì hình dạng và vận động của cơ thể. Một số bệnh tật liên quan đến hệ vận động như là bệnh loãng xương, tật cong vẹo cuộc sống, vân vân. Và luyện tập thể dục, thể thao giúp bảo vệ hệ vận động và nâng cao sức khỏe của bản thân. Đấy chính là những nội dung mà chúng ta cần ghi nhớ trong bài hệ vận động. Còn bài học của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.